tên là Triệu Thị Thảo, dân tộc Dao, học sinh lớp 5. Em đến từ huyện Ba Chẽ, một huyện miền núi của tỉnh Quảng Ninh. Đến với Ba Chẽ, chắc hẳn bạn sẽ trầm trồ với cảnh đẹp hoang sơ, xanh ngát một màu rừng, biển, nơi dải đất miền đông của tỉnh. Nơi đây có rất nhiều đặc sản địa phương như mía tím, ba kích, trà hoa vàng, mật ong rừng. Ban giám khảo, thưa toàn thể hội thi, Bác Hồ, vị lãnh tụ vĩ đại kính yêu của nhân loại đã từng nói: một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Đến với hội thi, hùng biện một tác phẩm viết về tỉnh Quảng Ninh, em mang đến khát khao là một cô bé đại diện cho lớp thiếu nhi măng non, truyền tải về tác phẩm mà em yêu thích nhất. Cuốn sách Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh, đây là tác phẩm được viết bởi Ban tuyên giáo, tỉnh ủy Quảng Ninh. Lần đầu được cầm cuốn sách trên tay, em lặng nhìn bức ảnh ngoài bìa cuốn sách. Bác Hồ đứng đó, trên bục phát biểu, bên dưới là hàng nghìn nhân dân tỉnh Quảng Ninh chăm chú nghe bác dặn dò. Ánh mắt bác sáng và ấm áp vô cùng. Như chúng ta đã biết, sinh thời, bác luôn quan tâm, yêu thương đến công nhân và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh. Lần theo từng trang sách, chúng ta sẽ thấy được sự dõi theo trìu mến bác dành cho công nhân và nhân dân khu mỏ, người tố cáo tội ác dã man và ách áp bức bóc lột tàn ác của thực dân Pháp. Cuốn sách gồm có 4 phần, là tập hợp những bài viết về khu mỏ, là các bức thư động viên, khen ngợi, là những bài nói chuyện thấm đẫm ân tình, là những chuyến về thăm quê hương, nhân dân, là những câu chuyện xúc động về đảng bộ và nhân dân Quảng Ninh với bác. Trong bức thư, thư gửi thương binh tại mặt trận Trung Du và Đông Bắc, bác viết: các chú đã anh dũng xung phong giết giặc, nay bị thương, tạm nghỉ ít lâu, bác gửi lời thân ái chúc các chú mau khỏe, để sẽ đánh giặc nữa và dặn các chú cứ yên lòng dưỡng bệnh để cho mau lành mạnh. Những dòng thư làm em xúc động quá, bác luôn quan tâm đến sức khỏe của các chiến sĩ trên mọi mặt trận, từ những chiến sĩ trực tiếp chiến đấu đến những chiến sĩ đang dưỡng thương. Sau khi quân và dân Quảng Ninh bắn rơi 100 máy bay giặc Mỹ, bác không quên viết thư khen ngợi. Bác rất vui lòng thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ khen ngợi đồng bào, bộ đội và cán bộ tỉnh ta. Quân và dân Quảng Ninh hãy phát huy truyền thống anh hùng của đất mỏ, luôn luôn đoàn kết chặt chẽ, đánh tan mọi âm mưu tội ác của giặc Mỹ, lập nhiều thành tích chiến đấu và sản xuất to lớn hơn nữa. Chào thân ái và quyết thắng. Người động viên, khen ngợi quân dân tỉnh ta tích cực tham gia kháng chiến, người ân cần thăm hỏi anh chị em thương bệnh binh. Có thể nói, khi miền Bắc được giải phóng thì quê hương Quảng Ninh là một trong những nơi được Bắc về thăm nhiều nhất. Người không quản ngại, từ hải đảo xa xôi, từ vùng biên giới đến các nhà máy, các công trường, đâu đâu cũng thấp thoáng bóng dáng người, đâu đâu cũng vang vọng lên những lời ngợi khen thi đua yêu nước. Quảng Ninh ta vốn là tỉnh nổi tiếng với ngành than. Trong cuốn sách có rất nhiều chỗ viết về công nhân và cán bộ các mỏ than Cọc Sáu, mỏ than Đèo Nai, mỏ than Thống Nhất. Tất cả đều được bác điện khen. Tôi chân bác băng từ Móng Cái, Tiên Yên ra đến đảo Cô Tô, vượt từ thị xã Hòn Gai xuống mỏ Đèo Nai, Cẩm Phả, ngược lên Ông Bì. Rất nhiều mảnh đất trên quê hương Quảng Ninh đều in dấu chân của người. Đọc cuốn sách, em quá đỗi tự hào. Quảng Ninh giàu và đẹp, Quảng Ninh có mỏ than, có khoáng sản, có cảnh đẹp bao la hùng vĩ, có những bãi biển trải dài thơ mộng. Nhưng để có được ngày hôm nay, quân và dân Quảng Ninh đã có những tháng ngày sống với bom đạn, nhân dân Quảng Ninh đã nếm trải bao đau thương. Song vượt lên tất cả, quân dân Quảng Ninh đồng lòng, vừa sản xuất, vừa chiến đấu, vừa là tiền tuyến, vừa là hậu phương. Đến nay, bác đã đi xa rồi, nhưng lời bác dạy phải xây dựng tỉnh Quảng Ninh thành một tỉnh giàu đẹp và vững mạnh vẫn vang vọng trong trái tim và trí óc những người con của đất mẹ Quảng Ninh. Vâng, làm theo lời bác,
Quảng Ninh từ một tỉnh phụ thuộc hoàn toàn vào sự trợ cấp của Trung ương, nay đã bứt phá nhanh, trở thành một trong những đầu tàu phát triển của khu vực phía Bắc, là một trong những trọng điểm kinh tế, trung tâm du lịch lớn của cả nước. Đặc biệt, 10 năm trở lại đây, Quảng Ninh đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, nhất là sự sáng suốt của Đảng, chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển kinh tế xã hội, quyết tâm cải cách hành chính, quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng. Là tỉnh có 4 thành phố, thành phố Móng Cái là thành phố thương mại, thành phố Cẩm Phả là thành phố công nghiệp, thành phố Hạ Long là thành phố du lịch, thành phố Uông Bí là thành phố xanh, sạch, đẹp. Đặc biệt cuối tháng 5, tỉnh ta vừa khai trương khu du lịch nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Quang Hanh tại thành phố Cẩm Phả. Đây cũng là nơi thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế. Cuốn sách Bác Hồ với nhân dân của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh quả là cuốn sách vô cùng lý thú và bổ ích. Đọc cuốn sách, lòng biết ơn và tự hào về quê hương Quảng Ninh càng trỗi dậy trong em. Em chợt nhớ đến câu nói của bác: tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Là một người con của núi rừng Ba Chẽ, em nguyện sẽ phấn đấu học tập và rèn luyện thật tốt để mai này góp phần nhỏ bé của mình xây dựng quê hương Quảng Ninh yêu dấu. Cuối cùng, em xin lấy những câu hát trong bài hát Quảng Ninh quê em của nhạc sĩ Xuân Quang để làm những câu kết cho bài hùng biện của mình. Quảng Ninh quê em hùng mỏ đẹp giàu bao la, Quảng Ninh quê em truyền thống bất khuất vang xa, Quảng Ninh quê em đây thành phố mỏ rộn ràng, tiếng còi tầm náo nức vào ca. Yêu Quảng Ninh, yêu Hạ Long xanh thắm, yêu Quảng Ninh, yêu dòng sông lấp lánh, yêu Hạ Long, yêu hùng mỏ quê em. Cuối cùng, em xin kính chúc ban giám khảo mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc hội thi thành công tốt đẹp.